nay tiếp tục với câu chuyện của bạn tí nha. Các bạn tin trên đời này có ma không? Không tin thì cứ theo dõi câu chuyện nha. Thằng tí nó tiếp tục thấy ma nữa, mới mấy bữa trước nè các bạn. Các bạn hãy like chia sẻ video. Bạn nào chưa đăng ký kênh á, tiện tay bấm đăng ký luôn đi ha, để theo dõi những câu chuyện có thật của sông nước miền Tây ha các bạn. Tí ha, tí nó tương đương 30 tuổi rồi các bạn, mà nó chưa có vợ, nó sống ở ngoài cái miếng giường của nó của mình ở nè. Nghe thằng tí ha, các bạn tin trên đời thì có ma không? Tin không? À, tí nó thấy rõ ràng nha. Mà chuyện của thằng tí đó không phải mình anh tí biết đâu, có nhiều người khác đã biết nữa. Tại vì tí nó chưa có vợ đó các bạn, cũng có anh em bè bạn quen biết nhiều đó, cho nên ta biết chỗ thằng tí ở đó có đứa con gái. Như câu chuyện trước mình kể đó, cái miếng giường của thằng tí á, nó cặp với cái miếng giường của nhỏ gái các bạn, mà nhỏ gái nó mắc rồi ha. Miếng giường thằng tí ở đây, còn miếng giường nhỏ gái kế bên vậy nè, nó cách cơn mông mưa nhỏ đó. Thằng tí á, tí nó có cái thói quen dọc trai chưa có vợ nữa mà, chiều nào cũng vậy chăng á, chiều nào nó cũng đi vô mấy cái quán cà phê đó nó út ha. Mới mấy bữa trước nè, ảnh uống cà phê với mấy người kia trong quán cà phê á, cây đâu chừng là khoảng 7 giờ cái anh đi về. Tí á, nó đi về giường của nó ngủ ở trong giường của nó của mình đó nè, ngủ trong cái nhà lá đó, cắt ở ngoài cái giường đó. Cái lúc mà thằng Tí nó đang đi vô trong giường của nó đó các bạn, lạnh người lắm nha. Tí á, con nhỏ đó là không có nói tên nha các bạn, không nói tên chỗ đó, mình chỉ kêu là cô gái thôi. Tại nó thấy cái nhỏ đó đi chết, thấy rõ ràng luôn. Thằng tí nó đang đi vô trong giường của nó đúng mà, nó ngủ, trời tối rồi, đi uống cà phê về đó các bạn. Nó thấy nhỏ đó đi trước mặt á, đi ở Mỹ đằng kia kìa. Cái thằng tí nó nói trời ơi trời, má ơi má, má hiện hình lên nữa, cái kiểu này chắc con bỏ chỗ này cho má ở quá nè. Tí thấy nó đi thẳng vô, vừa tới cái mí gò của thằng tí á các bạn, là nó quẹo qua bên cái gò của nó chứ nó không đi vô giường tí. Thằng tí nó thấy rõ ràng luôn, mới có mấy bữa trước. Bởi vì mấy thằng kia nó cũng xác nhận chuyện của thằng tí các bạn, nó nói mấy tao ra ngoài chơi cũng bị nó nhát hoài. Nhỏ đó một nhỏ mắc dịch mắc gió gì mà không đầu thai cho nó quá trở lên này. Mới nói vậy các bạn. Bữa đó cái thằng bạn của thằng tí nó ra giường tí chơi, ra buổi chiều đó ra chơi, cái mới lội vòng vòng lại chỗ mấy cái hầm cá của thằng tí các bạn, lội lên đó, cái đứng sừng sững đó, cái nó ngồi đó nó nhìn dưới cái hầm cá, cái mấy cá lội dưới cái hầm đó. À, lúc đó đâu cũng là trời trời chiều chạng vạng đó, nó ra ngoài nó chơi với thằng tí, tính anh em tối nhậu nhẹt chút rồi về. Bạn của thằng tí đó là Bình á, cây Bình nó đang ngồi trên cái bờ hầm đó, nó nhìn xuống dưới chơi gì nè. Tự nhiên cái thằng Bình nó cảm thấy mình mẩy nó gợn lên, thằng Bình đó các bạn, tự nhiên nó cảm thấy làm như có gì đó nó gợn. Đó là cái hiện tượng nó cảnh báo trước, làm như là sắp sửa có ma quỷ hiện hình. Các bạn thử để ý à, sao các bạn có nhìn thấy ma ha, nhất định nó sẽ có một cái hiện tượng nó báo trước. Cái gì vậy dân các bạn, nhất định sẽ có, nó sẽ cảm thấy một cái gì đó nó hơi lạ. Cũng như đó các bạn, cũng như theo lời thằng Bình nó nói lại đó, trước khi mà ma nó hiện hình đó, là làm như trong cái nhìn, cái thấy của thằng Bình vào lúc đó làm như nó có gì đó nó hơi âm u ha, nó phớt qua một sự âm u, một sự tối tăm nó phủ đầy vậy đó, rất là khó diễn tả các bạn. Cái thằng Bình nó đang ngồi trên cái bờ hầm, tự nhiên cái thằng Bình nó thấy từ ở dưới hầm á, con nhỏ con gái là con nhỏ đó đó, nó phịch lên nó cầm cá rồi nè. Anh bắt được con cá rồi nè, anh bắt được con cá rồi nè. Tự nhiên thằng Bình nó đang ngồi đó các bạn, thằng Bình nó lăn ngang, nó té ngang, mặt mày xanh dờn chân, lăn cù qua bên góc ổi nè, nó bư sột sột ngoài góc ổi đó, nó sợ ma đó các bạn, chứ nó hết hồn hết vía đó.
cái thằng thằng Tý á, thằng Tý nó đứng ở phía bên kia gàn tí nó nghe. Rồi làm gì mà sao bên đây cái thằng mới nhìn qua thấy thằng này nó ngồi đó làm gì sột sột quay qua, thì thằng thằng Tý á, thằng Tý nó thấy thằng Bình, thằng Bình lăn vô trong cái góc ổi á, quơ quơ vậy nè. Rồi rồi thằng Tý nó biết rồi, trời ơi cái thằng này chắc bị con nhỏ đó nó hiện nó nhát rồi. Thằng Tý chạy giết qua đỡ thằng Bình lên. Mình mẩy lạnh dần chứ không phải là giỡn đâu, mình mẩy lạnh dần hết trơn đó các bạn. À, cái thằng Tý đó, thằng Tý nó mấy ẩm luôn, nó yếu xịu rồi. Tý nó mới ẩm thằng Bình, ẩm Bình vô trong cái nhà lá của nó gọn gọn ngoài vườn đó. À, ẩm vô đó sức dầu thoa bóp đồ cho ảnh hồi cạo gió ảnh. À, hồi im rồi trơn, nó cảnh bình thường trở lại, ma nó nhát chút nó hết rồi các bạn, chứ không phải là bệnh hoạn gì, tại vì sợ quá nó giật mình thôi, chứ thật sự nó cũng không sao. À, thằng Tý đó, sau khi mà nó làm xong xuôi chân rồi đó, cái sức khỏe của thằng Bình đó các bạn ổn lại. Tý nó mới hỏi, rồi làm cái gì mà đứng không, mày ngồi gì mày lăn ngang rồi sao ạ? À? Rồi có sao không, rồi nhắm tối nay nhậu cái nhạc thì được không? Thằng cái với thằng thằng Bình đó, nó mới nói á, không có sao, tao giờ trâu đụng không chết chứ đừng nói, nhưng mà nó hiện hình lên là tao hết hồn. Rõ ràng thằng Tý nó đoán y chang, nó hiện hình lên làm tao hết hồn, theo lời của thằng Bình nó nói lại với thằng Tý vậy đó các bạn, nó hiện hình nè. Rồi cái thằng Tý nó mới hỏi, mày thấy nó sao ạ? À? Thì lúc nãy tao ngồi trên bờ hầm tao nhìn mấy cá mày dưới chơi đó, tự nhiên cái tao thấy nó ở dưới hầm nó chọi đầu lên, nó còn cầm cá trên tay nữa, nó kêu tao, kêu tên tao nữa, nó kêu tao anh Bình. Tao vừa thấy nó một cái thì tao té ngang á. Thằng Bình nói rõ ràng luôn các bạn, trời ơi trời, con nhỏ đó nó hiện hình. Mà phải nói chuyện đời xưa sao, chuyện đời nay chứ đời xưa cái gì ha. Nhưng mà giường tược cũng như địa điểm của ta cần phải bảo mật nha các bạn, tại vì người ta cũng kỹ lưỡng lắm, nói không có được. Nhờ mấy bữa trước nè, nó thấy rõ ràng luôn nhỏ đó đó. À, cái thằng Tý đó nó mới hỏi Bình, rồi nhắm nhậu không? Bình nói, mới về em đợi ơi, mai mốt thì đi chảo nhậu nhé, nhậu đây tối mà nó hiện hình nữa là tôi có nước là tôi hết về luôn á. Nè, nói về thằng Tý là ở ngoài cái miếng giường của nó đó các bạn, việc mà thằng Tý nó nói nhỏ đó nó cho số nhỏ đó, con cái lúc nó còn sống nó mê số đề lắm, nó quỷ cái nè, nó còn gái, nhưng mà nó không có may mắn, nó mất sớm đi, làm như là ta cũng nói các bạn, ta nói làm như là nó chưa có tới số, rồi cho nên cái hồn nó dương nhắn như đó chứ nó chưa có kịp về với Diêm Vương trình báo gì đó, theo lời của người ta nói này ta đoán này đoán kia vậy các bạn. Tí à, tí là tối đêm đó thằng tí nó dạng lắm các bạn, nó sợ ma. Nếu mà nói cho đúng về thằng Tý đó là thằng Tý nó không có sợ ma nha, nhưng mà nó nói nó có giật mình các bạn, nó giật mình dữ lắm mà nó không có sợ. Nó ngủ ngoài giường của nó mình lên vậy đó, sát ở phía bên giường bên đây, cái chỗ ngoài đó là cái mã của con nhỏ đó đó. Cái đêm đó đó Tý nó ngủ mà làm chim bao. Tý nó nói là nó kiểu nó mơ màng chứ không phải là nó ngủ sâu nữa, nó mơ màng các bạn nó nghe. Thằng Tý nó còn ước lượng nó biết được là con nhỏ đó nó đứng ở bên giường của nó kêu Tý. Thằng Tý nó nói tôi ngủ mà tôi biết chứ không phải là không biết, tôi ngủ cái này không phải chim bao đâu, tôi nghe nó kêu rõ ràng, tôi mơ màng rồi tôi nghe nó kêu nghe văng vẳng gì đó. Anh Tý ơi năm hai. Thằng Tý nghe văng vẳng vô lỗ tai vậy đó các bạn, mà Tý đang mê ngủ nó mơ màng chứ không có nghĩa là đi sâu vào trong giấc ngủ. Thằng Tý nó còn hiểu, trời ơi làm như gọi là cái bà nội này quả đứng ở bên giường quá, bà kêu mình nữa rồi bà cho số thôi. Tết nhất rồi, nếu mà bà có lên thì con nhỏ nó nhỏ tuổi hơn Tý nữa các bạn, nếu mà mày có lên á mày cho chúng nghe, mày mà cho thua nữa tao lại mày luôn đó.
Tí nói các bạn, có khi thì trúng, có khi thì thua, chứ không phải lúc nào cũng trúng. Tí nó có lần là thua cũng muốn hết tiền luôn vậy đó. Kêu Tí quánh 52. Tí mới nói đó, Tí sáng lại đó, Tí nó giật mình thức dậy đó, Tí nó mới nói đó. Gần Tết nhất rồi, mày cho linh linh nha, mày mà cho chặt cái nữa là tao cho chó cắn mày đã. À, bữa đó Tí nó quánh 52. Quánh thuộc lắm. Bữa đó quánh thua hết mấy trăm ngàn bạc sát. Nhiều cái mắc cười được các bạn. Trời ơi trời, Tí như vậy nó nói trời ơi trời, Tí vậy đứng bên giường của nó các bạn, nó nhìn qua, nó nhìn xa xa ngoài đó, thấy cái mã nhỏ nó chôn ngoài đó, chôn ngoài đó mà bên miếng giường của nó. Tí nó nói má ơi, má để cho con yên ổn, Tết nhất rồi không tiền không bạc, má còn về cho số chúng nói chi, cho thua nữa. Mà thằng Tí nó nói trời ơi trời, không thể nào hiểu nổi. Thằng Tí nó nói rõ ràng các bạn, nó nói là nó nghe kêu văng vẳng như thế. Mà còn thằng Tí mà gặp nó hiện hình, nó đứng bên giường nó gặp hoài luôn, gặp thường xuyên luôn. Cho nên người mấy cái thằng bạn của thằng Tí á các bạn biết con nhỏ nhỏ đó nó hiện hình bên đó, mấy bạn Tí còn gặp mà mấy bạn Tí hỏi Tí nó, rồi mày vậy sao mày ở Tí à, tay cái thằng Tí nó nói không ở rồi, không lẽ bây giờ tao bỏ giường của tao không lẽ rồi bây giờ tao rồi tao bỏ cái giường của tao. Trời ơi trời, cái giường của tao cả chục tỷ thì tao còn chưa bán, không lẽ giờ tao sợ con ma đó mà tao bỏ cái giường của tao.